Như vậy là cái loạt trận thứ hai trong cái khuôn khổ vòng loại cúp C1 châu Âu thì cũng đã khép lại. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã xác định được một số những cái tên đã có được tấm vé sớm đi tiếp vào cái vòng trong cho mình. Một trong những cái đội bóng này cần phải kể đến đó là câu lạc bộ Manchester City, cùng với đó là câu lạc bộ Barcelona. Hai đội bóng này thì cũng đã có được hai chiến thắng ở hai cái lượt trận đầu tiên, và ở thời điểm hiện tại thì họ cũng đang có được cho mình 6 điểm tuyệt đối. Với cái thành tích ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng Man City, Barcelona cùng với Real Madrid đang là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch ở cái mùa giải năm nay. Và sau khi kết thúc cái vòng loại thứ hai này thì kèo bóng tôn tử cũng đã mang đến cho anh em rất nhiều những cái niềm vui chiến thắng anh em nhé. Ở cái loạt trận ngày hôm qua thì trận đấu giữa Atletico Madrid với cả Feyenoord thì kèo bóng tôn tử cũng đã đồng hành cùng với anh em trên video với một cái mã kèo mạnh, đó là anh em chọn là Atletico Madrid chấp 3/4 bóng cả trận, cùng với đó là cái mã kèo Atletico Madrid chấp bóng hiệp 1. Chúng ta thì cũng đã thua mất cái kèo chấp bóng hiệp 1 và cũng đã ăn được cái kèo chấp bóng cả trận. Tuy nhiên thì ở trong nhóm kèo bóng tôn tử cũng đã đồng hành cùng với rất nhiều những anh em. Và trong cái trận đấu này, khi mà Atletico Madrid đã bị dẫn trước một bàn ngay ở phút thứ 7 thì Tôn cũng đã tiếp tục cho anh em đầu tư vào cái mã kèo, đó là Atletico Madrid chấp 3/4 bóng cả trận. Cùng với đó là sau khi kết thúc hiệp 1, hai đội bóng cũng đã hòa với nhau với kết quả là 2 đều, thì Tôn cũng đã tiếp tục nhồi cho anh em một mã kèo, đó là anh em bích mạnh vào cái kèo Atletico Madrid chấp 0.5 bóng cho hiệp 2. Và tỷ số của trận đấu này được kết thúc là 3-2 dành cho Atletico Madrid. Thì rất nhiều như anh em đã đồng hành cùng với Tôn trong các hội nhóm thì anh em cũng đã có được những chiến thắng vô cùng là tưng bừng trong cái trận cầu này rồi. Còn ở cái video tiếp theo của ngày hôm qua mà kèo bóng tôn tử cũng đã đồng hành cùng với anh em, đó là trận đấu giữa Porto với Barcelona. Ở trận đấu này thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em hai mã kèo, đó là anh em chọn Barca chấp 0.5 bóng cả trận và tài trận 2.5. Chúng ta cũng đã ăn được cái mã kèo chấp bóng và thua mất cái mã kèo tài cả trận. Tuy nhiên thì ở cái video này Tôn cũng đã nhấn mạnh với anh em là anh em đi mạnh tay với cái mã kèo, đó là Barcelona chấp 0.5 bóng. Ở trong nhóm thì kèo bóng tôn tử cũng rất rực rỡ ở cái trận cầu này. Ngày hôm qua thì cũng có rất nhiều những anh em cũng đã tìm đến Tôn để xin tham vấn kèo. Và Tôn cũng đã đồng hành với những cái bạn mà xin kèo đánh qua cò với cái mã kèo, đó là anh em bích mạnh vào cái mã kèo là Barca chấp 0.5 bóng cả trận. Thì anh em cũng đã có được cái chiến lợi phẩm cho mình khi mà Barca cũng đã giành được một chiến thắng chung cuộc là tỷ số 1-0. Còn ở cái trận cầu giữa Newcastle với PSG mà kèo bóng tôn tử cũng đã đồng hành với anh em trên video. Ở cái trận đấu này thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em với hai mã kèo, đó là anh em chọn Newcastle bằng bóng và chọn xỉu trận 2/3. Chúng ta ăn được kèo Newcastle và cũng đã hòa với cái kèo xỉu trận. Như vậy là ngày hôm qua trên video thì chúng ta coi như là không có lãi và cũng không thua anh em nhé. Chúng ta cũng đã hòa với tất cả những cái mã kèo mà kèo bóng tôn tử cũng đã đồng hành với anh em. Tuy nhiên thì anh em cũng cần phải hiểu một điều rằng bất cứ một cái video nào mà đội ngũ ekip kèo bóng tôn tử lên tham vấn cho anh em thì chúng tôi vẫn thường nhắc nhở anh em rằng là những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại, khi mà chưa có được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội bóng thì anh em cũng chỉ lên tham khảo mà thôi, chứ Tôn cũng không khuyên anh em là chơi to chơi lớn chơi mạnh vào những cái mã kèo mà chúng tôi tham vấn cho anh em trước đến một ngày, thậm chí là đến 2 ngày anh em nhé. Còn những anh em nào trong cái khoảng thời gian vừa qua mà đã tìm đến Tôn xin tham vấn kèo chơi bên ngoài thì anh em cũng biết được cái độ chất lượng mà kèo bóng tôn tử cũng đã dành tặng cho anh em. Với rất nhiều những cái mã kèo chất lượng thì cũng đã giúp rất nhiều anh em có được một cái cuộc sống ấm no hạnh phúc rồi. Và anh em lưu ý là chúng tôi thường chốt kèo trước trận đấu 30 phút hoặc là 1 tiếng. Vì thế các bạn muốn có được những cái mã kèo chơi chất lượng nhất thì các bạn hãy chủ động kết nối với kèo bóng tôn tử qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram @kèo bóng tôn tử để các bạn nhận được những cái tham vấn tốt nhất về những trận cầu mà anh em sẽ quan tâm anh em nhé. Và khi anh em tìm đến đội ngũ ekip của chúng tôi để xin tham vấn kèo thì anh em cũng đừng lăn tăn gì về cái vấn đề là thu phí, xin nộp hay là mua bán kèo. Chúng tôi sẽ tham vấn nhiệt tình cho anh em một cách hoàn toàn là miễn phí. Chỉ cần anh em tin tưởng và ủng hộ cho kèo bóng tôn tử bằng cách là anh em dành cho chúng tôi những cái lượt like cũng như là những cái lượt đăng ký kênh.
và anh em có thể chia sẻ cái video của Tôn lên các cái trang mạng xã hội hoặc là các cái hội nhóm, để anh em nào đam mê cái bộ môn thể thao mạo hiểm này, anh em có thể tìm đến một cái kênh nhận định soi kèo uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau trong cái chặng đường dài và sẽ cùng rút lõi từ ngân hàng nhà cái, mang về thóc lúa chất đầy kho cho mình anh em nhé. Rồi, một chút chia sẻ như vậy thôi. Còn ngay bây giờ, ở cái video này, Kèo Bóng Tôn Tử sẽ đồng hành cùng với toàn thể anh em trong một cái trận cầu vô cùng là hấp dẫn, thuộc khuôn khổ là đấu trường cúp C2. Vào lúc 23:45 tối hôm nay, ngày 5/10/2023, thì đại diện của nước Anh, đó là câu lạc bộ West Ham, sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của đại diện của nước Đức là Freiburg. Đây là một cái trận đấu mà chúng tôi đánh giá hai đội bóng khá là cân tải cân sức. Và cái điều này cũng được minh chứng bằng cái tỷ lệ phần trăm giành chiến thắng của hai đội bóng trong trận đấu này, khi mà những chuyên gia nhận định hàng đầu châu Âu họ đưa ra cái tỷ lệ phần trăm giành chiến thắng của đội chủ nhà Freiburg là 36%, tỷ lệ giành chiến thắng của West Ham là 37%, còn tỷ lệ hai đội hòa với nhau có xác suất là 27%. Với cái phong độ ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy được West Ham họ đang có một cái thành tích cao hơn so với Facebook một chút, khi mà trong tổng số 7 cái trận đấu gần nhất tại mọi mặt trận thì West Ham cũng đã có được cho mình đến 5 chiến thắng và họ cũng đã để thua 2 trận. Trong khi đó thì đội chủ nhà Facebook trải qua 7 cái trận đấu gần nhất tại mọi đấu trường thì đội bóng này cũng đã có được cho mình 4 chiến thắng, thua 2 và hòa 1. Với cái thành tích này thì Facebook đang đạt được 64% phong độ ở thời điểm hiện tại. Còn đội khách West Ham thì cũng đang đạt được 75% phong độ ở thời điểm hiện tại. Với cái phong độ hiện tại của hai đội bóng thì rõ ràng ở cái trận cầu diễn ra vào lúc 23:45 tối nay thì rất có thể là hai đội bóng họ sẽ bất phân thắng bại anh em nhé. Tuy nhiên xét về cái mặt khách quan thì West Ham thì họ được đánh giá cao hơn. Khi mà phải làm khách trên sân nhà của Facebook thì West Ham được đánh giá là có đến 37%. Thì rõ ràng là cái tỷ lệ West Ham từ hòa cho đến thắng sẽ là cao hơn rất là nhiều anh em nhé. Với thống kê như thế này thì chúng ta sẽ cùng đến với cái mã kèo nhà cái ở thời điểm hiện tại, xem ở thời điểm này mức kèo Handicap họ đang để cái mức kèo chấp bao nhiêu và tài xỉu bao nhiêu, để anh em chúng ta hướng đến những cái mã kèo mà chúng ta sẽ đầu tư mạnh tay trong trận đấu này anh em nhé. Như theo dõi của chúng tôi về trận đấu này thì từ khi mà kèo nhà cái được mở ra cho đến thời điểm hiện tại thì cũng không có cái sự chuyển biến nhiều về những cái mã kèo. Ở thời điểm hiện tại thì thị trường kèo châu Á họ đang để cái mức kèo chấp bóng là bằng bóng dành cho cả hai câu lạc bộ. Tài xỉu ở trận đấu này thì nhà cái đang để cái mức là 2/1/2. Kèo chấp hiệp 1 thì cũng là mức bằng bóng dành cho cả hai câu lạc bộ. Tài xỉu hiệp 1 đang là cái mức 1 hòa. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này thì rõ ràng là những chuyên gia của nhà cái họ đang đánh giá rất cao cho một chiến thắng dành cho câu lạc bộ West Ham. Điều này thì cũng được thể hiện bằng cái mức điểm ăn ở thời điểm hiện tại, khi mà nhà cái chỉ để cái mức tiền ăn của West Ham có 0.95 mà thôi. Còn điểm ăn của đội chủ nhà Facebook đang là 0.97, cao hơn 2 giá so với cả West Ham. Trong khi đó thì kèo tài xỉu ở trận đấu này, nhà cái cũng đang đánh giá cao cho một thế trận là hai đội bóng họ sẽ tạo lên một cái kịch bản có nhiều bàn thắng được ghi. Vì cái mức kèo tài xỉu đang là 2.5 thì cái mức điểm ăn của cửa tài đang có 0.90 mà thôi, thấp hơn 10 giá so với điểm ăn của cửa xỉu. Tuy nhiên thì trong bóng đá chúng ta cũng không thể nói trước được một điều gì, mọi bất ngờ có thể được tạo ra anh em nhé. Nếu như anh em muốn có được những cái mã kèo chơi chất lượng nhất cho mình thì các bạn cần phải tìm hiểu về cái phong độ trong quá khứ của cả hai câu lạc bộ. Trải qua 6 cái trận đấu gần nhất của câu lạc bộ này thì chúng ta có thể thấy được là Facebook họ cũng đang có một cái phong độ khá là ổn định, khi đã giành được 3 chiến thắng, thua 2 và hòa 1. Họ đã giành chiến thắng trước Aubung với tỷ số là 2-0, họ hòa với cả Phanh Phúc với tỷ số là 0-0 và giành chiến thắng tại cái mặt trận cúp C2 trước Olympicos với tỷ số lên đến 3-2. Ở cái lượt trận thứ tư của Bundesliga thì Facebook cũng đã để thua ngay tại sân nhà trước Dortmund với tỷ số là 2-4. Họ cũng đã giành được chiến thắng trước Kasuhe với tỷ số là 1-0. Và ở cái lượt trận thứ 3 tại cái khuôn khổ là Bundesliga thì Facebook cũng đã để thua Stuttgart với tỷ số lên đến 0-5.
Trong khi đó thì câu lạc bộ West Ham họ đang có một cái thành tích khá tốt trong 6 cái trận đấu gần nhất anh em nhé. Họ đã đánh bại Luton Town ngay trên sân nhà của Luton Town với tỷ số là 2-1 và họ để thua Manchester City với tỷ số 1-3. Tại cái mặt trận cúp C2 thì họ cũng đã có được một chiến thắng nhẹ nhàng trước TSC với tỷ số là 3-1 và họ để thua Liverpool ngay tại sân khách với tỷ số 1-3. Hai cái trận đấu gần đây nhất của West Ham thì họ cũng đã đều giành chiến thắng trước Lincoln City với tỷ số là 1-0 và giành chiến thắng ở Sheffield United với tỷ số 2-0. Với một cái bước đà là hai trận thắng liên tiếp gần nhất thì rõ ràng ở cái chuyến làm khách tới đây, khi mà họ làm khách trên sân nhà của Frankfurt thì thầy trò huấn luyện viên David Moyes hoàn toàn có thể hướng đến một kết quả tốt cho mình. Tuy nhiên thì ở cái trận đấu này chúng tôi cũng không đánh giá cao về cái chuyện West Ham họ sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, vì những cái trận đấu tới đây của West Ham cũng đang khá là khó khăn. Ở cái lượt trận thuộc khuôn khổ thứ 8 của giải Ngoại hạng Anh thì West Ham phải tiếp đón một đối thủ khá là khó chịu mang tên là Newcastle ngay trên sân nhà của mình. Và rõ ràng là David Moyes cần phải chuẩn bị một cái lực lượng mạnh nhất khi tiếp đón Newcastle. Trong khi đó thì ở cái lượt trận thứ 9, West Ham phải làm khách trên sân nhà của câu lạc bộ Aston Villa, một câu lạc bộ cũng đang rất là khó chịu tại giải Ngoại hạng Anh. Trong khi đó thì Facebook sau khi họ tiếp đón West Ham ngay trên sân nhà thì Facebook phải làm khách trên sân nhà của Bayern Munich, một trận đấu mà Facebook cần phải có được một cái đội hình mạnh nhất. Vì thế ở cái trận đấu tới đây chúng tôi cũng không hướng đến là một trận cầu mà Facebook họ sẽ chơi cống hiến. Và rõ ràng ở cái bảng đấu này nếu như chúng ta biết được là gần như West Ham và Facebook là hai cái đội bóng được đánh giá là có tấm vé đi tiếc cao nhất cho mình. Cái trận đấu này thì cũng là một cái trận đấu để mà họ tranh cái thứ hạng nhất nhì mà thôi. Vì đứng sau họ thì những cái đối thủ như là TSC hoặc là Olympiacos thì không phải là những cái đội bóng mạnh. Họ chỉ cần tung ra cái đội hình phụ thì cũng có thể đánh bại được hai câu lạc bộ này rồi. Vì thế ở cái cuộc chạm trán này chúng tôi đang hướng đến một thế trận chặt chẽ của hai vị huấn luyện viên họ sẽ đưa ra. Trận đấu này thì chúng tôi đang nghiêng về một cái kết quả là 0-1, 1-0 dành cho cả hai đội bóng. Vì vậy với cái mã kèo chính ở thời điểm hiện tại thì anh em có thể cân nhắc cho Tôn ở cái mã kèo đó là anh em chọn xỉu trận 2-1/2 với điểm ăn đang là ăn đủ, là cái mã kèo tối ưu nhất mà kèo bóng Tôn Tử sẽ dành tặng cho anh em ở cái video này. Còn với cái mã kèo phụ là cái mã kèo góc ở cái trận đấu này thì theo như tìm hiểu của chúng tôi, Facebook cùng với West Ham là hai cái đội bóng họ cũng không thiên nhiều về đá hai cánh nên là tỷ lệ xảy ra nhiều góc ở trận đấu này cũng là hiếm hoi. Vì vậy với cái mã kèo phụ thì kèo bóng Tôn Tử sẽ tham vấn cho anh em với hai mã kèo, đó là anh em có thể chọn xỉu góc 9.5 với điểm ăn đang là 0.88, cùng với đó là xỉu góc 4.5 cho hiệp 1 với điểm ăn là 0.88, là hai cái mã kèo phụ để anh em hướng đến một cái kết quả là mang về chiến thắng cho mình anh em nhé. Rồi, như vậy là cái trận cầu tâm điểm của buổi tối ngày hôm nay, kèo bóng Tôn Tử cũng đã chốt cho anh em với ba cái mã kèo, đó là anh em chọn hai mã kèo góc và một cái mã kèo chính là cái mã kèo xỉu trận 2-1/2. Với ba cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này, nếu như anh em nào mà đã đi qua kênh của mình, anh em xem những cái nhận định của mình, nếu như anh em cảm thấy trùng máu và anh em hợp ý thì anh em có thể theo kèo ngay từ lúc này, còn không thì anh em có thể đi ngược lại cũng không sao. Vì ở thời điểm hiện tại vẫn còn đang là rất sớm, những cái đội hình dự kiến của hai đội bóng cũng chưa phải là cái đội hình ra sân chính thức. Vì thế để có được những cái mã kèo chơi chất lượng nhất thì anh em có thể lên chờ khi có được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội bóng này rồi. Khi đó thì anh em hãy cân nhắc những cái mã kèo chơi big bet cho mình anh em nhé. Và khi mà anh em đã có trong tay cái đội hình ra sân chính thức của hai đội bóng này rồi mà anh em vẫn còn mông lung, anh em vẫn còn lăn tăn về những cái mã kèo nhà cái thì anh em có thể trao đổi trực tiếp cho Tôn qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram A Còng Kèo Bóng Tôn Tử để anh em nhận được những cái tham vấn tốt nhất trước khi trận đấu này được diễn ra anh em nhé. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Điều cần chia sẻ thì Tôn cũng đã chia sẻ với anh em hết rồi. Cuối cùng thì xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị em chúng ta sẽ có một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và sẽ giành được rất nhiều những cái chiến thắng trong những trận cầu mà anh em sẽ quan tâm tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.